chát chát bùm bùm, chát 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 bùm bùm. Từ ngày có em về, chát 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 bùm bùm, nhà mình hết cơm thừa, chát 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 bùm bùm. Lợn gà ăn đói meo. Ôi trời, đang hay nào vào đây mà. Cái gì đấy? Cơm chào ngọt ngào như dòng suối. Ôi sếp ơi. Này, cậu bấm cái gì vào đấy đấy hả? Qua đến giờ này mà sếp lại còn bật đài nhảy tango nữa thì kinh rồi. Cậu biết cái đài lần sau sờ vào là phải hỏi nhá. Mà cái cậu này lạ thật ý. Tại sao cậu không nghe tôi để học nhảy? Cậu biết cái môn này không? Rất hay. Nào, ra đây tôi dạy cho ba bước mà đi tango. Em xin sếp nhá. Hả? Nó hay hơn đi bộ. Giờ này là không có nhảy nhót cái gì nữa. Mệt lắm rồi, căng lắm rồi. Một tuần nay tôi cũng mệt căng với cậu lắm rồi. Hôm nay được cái sáng chủ nhật, tôi tưởng là tôi không phải gặp cậu. Tại sao không ở nhà lo vợ con mà cậu chạy đến đây hớt ha hải như cái thằng bị ma đuổi à? Ôi, sếp buồn cười nhỉ, sếp tưởng là em dỗi việc em đến đây à? Phải có công có việc gấp rút thì em mới đến tìm sếp chứ đấy. Ôi giời ơi, ở cái công ty này lúc nào chẳng có công có việc gấp rút. Thế việc gì? Nói đi xem nào. Em nói sếp nhá, lần này em sợ là không qua khỏi nữa rồi. Ôi chết rồi. Không qua khỏi à? Dạ vâng ạ. Tôi biết ngay mà. Cứ mỗi lần lương mới thưởng là tôi luôn luôn tôi dặn cậu. Sao ạ? Là chi tiêu nữa tiết kiệm, về đưa bớt cho vợ con đi. Cứ ăn uống linh tinh, bây giờ thức uống chỗ nào có hóa chất chất độc. Hả? Chơi bời bây giờ gái mú nó chỉ moi tiền của cậu thôi. Thế bây giờ làm sao không qua được à? Không. Thế là ca rồi gì? Ca mới cốt cái gì? Thế là giai đoạn mấy rồi? Không gì, sếp buồn cười nhỉ? Đấy là em phải nói về em. Cái không qua khỏi đấy là cái công ty mình nó không qua khỏi thôi. Làm sao mà không qua khỏi? Có gì cậu nói phụt ra xem nào. Em vừa đi họp về nhá. Một thông tin mật đó là gì? Tuần sau thanh tra cấp cao người ta sẽ xuống công ty mình thanh tra toàn bộ văn bằng chứng chỉ của tất cả cán bộ trong công ty nhá. Cậu vừa bảo thanh tra cái gì? Thanh tra văn bằng chứng chỉ của cán bộ công ty mình. Mà sếp biết đấy, công ty mình có 50 mạng người thì coi như là 49 người là bằng giả, còn một người là chưa có bằng. Thế biết nhau. Cậu là đúng không hổ danh, tôi là bồi dưỡng cậu cán bộ nguồn là sau này kế vị tôi là đúng. Cậu tính cũng giỏi, 49 người có bằng một người. 49 người là vòng giả, một người là không có bằng. Em vừa làm việc bên hành chính em biết mà. Tôi có con mắt tinh đời như thế nhá. Ăn thua gì? Cậu biết tôi bao nhiêu bằng giả không? Sếp em nhớ không nhầm thì là không có cái bằng nào là thật cả. 11 cái bằng mà tôi còn mua được. Thế còn 3 cái sự dễ dãi bỏ qua của thanh tra thì tôi không mua được á? Hả? Này, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, hiểu chưa? Em xin báo cáo với sếp là lần này kể cả rất nhiều tiền cũng không mua được. Bằng cớ đâu? Úi dồi ôi, thanh tra đợt này người ta làm gắt lắm. Người ta làm muốn lọc máu, thay máu toàn bộ công ty đấy. Sếp biết không? Đấy đây cái công ty ông Quang Tèo giám đốc bên công ty bên cạnh rồi. Chỉ vì bằng giả mà hôm vừa rồi là cũng bị đuổi việc rồi đấy. Tôi tuyển cậu vào đây làm gì? Thì để em làm nhân viên của sếp rồi điếu đóm cho sếp. Đúng. Này, tôi tuyển cậu vào đây để cậu làm vừa lòng tôi. Dạ. Nhá. Tôi biết là cậu ngoài cái bằng cấp 3 thật ra còn tất cả bằng của cậu là hoàn toàn giả, kể cả cái bằng ngoại ngữ. Ít nhất thế là cậu hơn tôi. Không phải đấy. Tôi thì đến cái bằng cấp 2 cũng là giả, có đúng không? Ừ, sếp này như là mẫu giáo cũng là bằng giả. Thế cậu có để tôi nói nốt không? Chính vì cái đầu của cậu hơn tôi thì bây giờ cậu phải nghĩ ra một cái mưu kế gì đi nhá. Cậu thừa biết rằng từ bé đến giờ tôi không cần bằng cấp, tôi chỉ cần bằng lòng nhá. Mà cậu ấy là chưa làm cho tôi bằng lòng. Thế cho nên là bây giờ cậu phải thiến đi. Thiến à? Cậu phải hiến đi. Hiến kế đi. À hiến kế. Làm cho tôi bằng lòng. À dạ vâng. Nhá. Hiến kế. Thôi được rồi. Vì cái vận mệnh của công ty mình. Vì sếp là một con chim. À một con chim già, con chim đầu đàn. Thì em sẽ hiến kế cho sếp. Tôi nghe. Thế nào? Tình hình như nào rồi? Liên hệ bên truyền hình chưa? Thì đấy, đăng luôn vào cái giờ vàng ấy, sau cái giờ thời sự ấy. Bao tiền? Gì? 180 triệu 30 giây á? Ôi thôi, thế thôi. Này, thế, ngoài cái giờ vàng đấy có cái giờ nào nó rẻ hơn không? Cái giờ 00 á? 00 tức là 12 giờ đêm á? Cái giờ đây bao tiền? 20 triệu á? Thôi được rồi, 20 triệu cũng được. 20 triệu thì còn đỡ được tí, 180 triệu thì ăn vào mắt này nhá. Đăng luôn đi.
À cái gì? Nội dung á? Khổ quá, vừa nói hôm trước rồi. Đây, ghi lại này, nội dung. Tổng Giám đốc Đỗ Hoàng Giang nhá, trên đường từ nhà đến cơ quan thì có đánh rơi một cái ví. Trong cái ví có 11... Này. Trong cái ví có cái gì? Trong cái ví có 11 cái bằng của sếp đấy. Tôi giao cậu mỗi cái việc đấy mà đánh rơi cái ví thì cái ví nào để đựng được 11 cái bằng hả bố? Ghi lại nhá. Tức là trên đường từ nhà đến cơ quan thì có đánh rơi một cái kiện hàng. Trong một kiện hàng thì có 11 cái bằng. Đăng luôn đi cho được việc nhá. Này. Thế bây giờ mới đăng á? À không, khổ quá. Em là em chơi từ ngày hôm qua rồi. Em đăng hôm qua là lên tất cả các fanpage, rồi chạy fanpage, chạy quảng cáo Facebook, rồi báo đài digital là em chơi hết. Nhưng mà sếp, mình cứ phải đăng lên hẳn truyền hình đi. Truyền hình cho nó uy tín. Được. Trân trọng giới thiệu với anh. Dạ. Tôi là Thanh Tùng và hôm nay đến đây với tư cách là thanh tra. Hôm nay tôi đến đây để thanh tra giấy tờ và văn bằng của công ty mình đấy. Dạ. Này, báo cáo về cảnh này. Được tin là các anh xuống công ty thanh tra. Ngay từ trưa ngày hôm qua coi như là sếp của em giữa trưa đột ngột phóng xe từ nhà đến công ty. Thế mà trên đường đi làm sao? Tai nạn à? Thế nào, có nặng không? Đang nằm viện nào? Đầu óc có bị làm sao không? Dạ mất rồi. Thế là mất rồi à? Sếp cậu mất rồi à? À không, dạ không phải là sếp em mất à. Mà ý em nói chưa hết ạ. Tức là sếp của em trên đường từ nhà đến công ty thì cô đánh rơi một cái kiện hàng. Trong kiện hàng đấy thì lại có 11 cái bằng của sếp em. Này, mà có 11 cái bằng thôi mà cho hẳn vào kiện hàng à? Cho vào kiện hàng cho nó an toàn, cho chắc. Thế nhưng mà hôm nay tôi đến đây để thanh tra văn bằng mà lại rơi mất hết giấy tờ thì thanh tra cái gì? À không, nhưng mà không sao đâu anh ạ. Đấy, em vừa thông báo lên báo đài rồi, báo mạng các thứ rồi. Chắc là 1-2 ngày nữa đứa nào nhặt được nó giả thôi. Chứ ai người ta lấy mấy cái bằng giả? Này. Cái mồm. Vả vào cái mồm. Đến phút này thì tôi lại không bằng lòng với cậu. Nhá. À, sếp ơi, sếp. À, giới thiệu với anh đây chính là sếp của em ạ. À, giới thiệu với sếp đây chính là... Thôi, không cần không giới thiệu. Không cần giới thiệu. Tùng phéo. Giang cầu kênh. Hai người quen nhau ạ? Không những mà quen mà lại còn là bạn nối khố nữa cơ. Nhỏ xíu 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 rồi. Tùng phéo xem nào, đứng lại. Quay một vòng xem nào. Cái mông. Được. Dạo này ổn đấy. Phát tướng nhờ. Thế cậu làm gì ở đây nhỉ? Tổng giám đốc. To quay thế à? Ngồi đi. Lấy bia bạn anh uống mau. Thôi, không cần bày vẽ đâu. Thế dạo này ông làm gì? Tôi cũng xin trân trọng giới thiệu với bạn. Thanh Tùng hôm nay đến đây với tư cách là thanh tra, đến thanh tra văn bằng của công ty mình đấy. Mà này, tôi nghe thấy nhân viên của cậu nói là cậu vừa rơi mất 11 cái văn bằng đúng không? Vừa mất xong. Dạ. Sếp của em vừa mất 11 cái bằng đấy. Em vừa kể đấy. Thôi, không phải nói nhiều. Này, sếp của em ấy
ngày xưa đi học mầm non ấy, đến cái phiếu bé ngoan còn phải đi mua thì lấy đâu ra văn bằng thật nhé. Sếp ơi. Dạ. Thưa sếp là... Dạ, sếp... Rồi, anh ơi, có gì thì anh cứ nói đi. Bây giờ anh cứ im lặng này, em không biết phải làm thế nào. Anh ơi, vợ em bây giờ gọi điện. Em ngồi đây em không dám nghe. Tất cả là chỉ đợi anh nói một lời thôi. Chứ bây giờ ngồi cạnh anh mà cứ như là ngồi ở nhà tang lễ thế này kinh lắm. Anh nói gì cũng được, anh mắng em được, anh chửi em được, anh đen nẹt em, cái gì cũng được. Thì anh tương tác với em một tí đi. Không cái này buồn lắm anh ạ. Độc thoại này khổ lắm, anh mắng em cũng được mà. Em mà quân của anh mà, chửi em. Này, tao nói cho cậu nghe nhé. Dạ thưa anh, trong văn hóa công sở không có tao. Thì anh nói cho mày nghe nhé là... Trong văn hóa công sở không có mày ạ. Thôi được rồi. Bây giờ tớ nói cho cậu nghe này. Vâng. Cậu thử nhìn lại bản thân cậu xem. Sao ạ? Cậu có lỗi gì? Em chả lỗi gì cả. Có thật không? Thật ạ. Thế cái bản báo cáo mà tôi giao cho cậu ấy hơn một tháng trời nay này, cậu đã hoàn thành chưa? Nhưng mà em thưa anh là đồng ý rằng em mới làm thì anh cho sửa. Nhưng mà 47-49 ngày rồi là 49 bản sửa rồi mà anh cũng vẫn không nhận thì em cũng hiểu vì sao. Tôi nói cho cậu biết này. Với cái trình của cậu ấy và với cái tính cách bảo thủ của cậu ấy thì không phải là 49 đâu. 49 cậu không qua được mà kể cả 53 cậu không qua được nữa đâu. Anh nói như tuổi thọ. Vấn đề ở đây là bây giờ anh muốn cái gì? Anh cho phép em nói thẳng. Cậu cứ nói. Nói thẳng lắm đấy. Thẳng đi. Anh không bao giờ anh nhìn vào những cái điểm tốt của em, ưu điểm của em. Anh cứ nhìn vào cái điểm xấu của em làm gì? Bởi vì những cái điểm xấu của cậu ấy nó cứ phọt hết ra ngoài. Còn điểm tốt của cậu ấy nó lặn hết vào trong và tôi không nhìn thấy. Thế vấn đề là anh phải nhìn vào bên trong đấy chứ. Cái điểm tốt của em rất quan trọng đối với anh. Điểm tốt của cậu là cái gì? Là gì á? Cái điểm tốt nhất của em, cái ưu điểm lớn nhất của em là cho đến bây giờ em vẫn là em của anh. Ôi, tôi chả dám. Anh không thấy thế à? Ngày xưa nhé, cái hồi mà anh còn chưa lên giám đốc, em thật anh khác cực kỳ luôn. Hai anh em ngày nào có nhau đưa nhau đi làm sáng, ăn sáng với nhau này. Trưa cùng ăn trưa này, chiều cùng ăn chiều này. Tối thằng nào về nhà thằng ấy. Tình cảm nó gắn kết keo sơn thế. Nhưng mà từ khi anh lên làm giám đốc, anh ở trên cao rồi, anh rất ngại nhìn xuống dưới. Tâm ra là anh em mình xa cách nhau, chưa bao giờ mình ngồi với nhau mà cách hẳn một cái gối. Chiều ý cậu nhá, tôi bỏ cái gối này. Đùa, mà em không hiểu sao anh lại lên rồi giám đốc cơ. Không văn biết. Hóa công sở. Đây, nhưng mà rõ ràng nha, hôm đấy đen, quá đen luôn. Chỉ vì một cái phiếu thôi mà hai số phận, hai con người nó thay đổi như thế này. Bây giờ em cực kỳ buồn luôn. Em chỉ mong là như thế này, nếu anh muốn cái gì trong bản báo cáo thì anh phải nói ra. Em mới biết được, anh hiểu không? Tôi nói với cậu không dưới 10 lần. Nhưng mà anh nói với em sửa đúng theo ý anh rồi, xong hôm sau anh lại nghĩ ra một ý khác nữa. Ai mà chiều anh được? À, thế tức là ý cậu bảo là tôi ngu đúng không? Càng sửa càng sai đúng không? Không, em chả bảo đấy, anh tự bảo. À, bây giờ là còn có ý xúc phạm cấp trên à? Đúng, em không xúc phạm mà đấy là anh tự nói, anh hiểu không? Văn hóa công sở. Thế nhỉ? Ok anh, em về em sửa. Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi cho cậu hôm nay là hạn cuối cùng. Tối hôm nay cậu về cậu sửa lại luôn cho tôi. Sửa xong gửi email cho tôi ngay lập tức. Muộn mấy cũng gửi. Tôi sẽ xem. Và nếu như tối hôm nay mà không được ấy, thì cậu không cần phải gặp mặt tôi nữa. Và tình nghĩa anh em mình chấm dứt từ đây. Cậu gặp cô Hoa phòng nhân sự. Nhưng mà anh ơi, cái bản báo cáo nó... Anh ơi, cái này nó dại. Vâng. Này. Dạ. Ra nếu đóng cửa nhé. Vâng. Chẳng lẽ lúc ấy... Anh ơi. Điệt lắm rồi. Ghế của quán cà phê. Anh có chuyện gì anh bình tĩnh.
anh bình tĩnh lại, anh kể cho em nghe xem nào. Có chuyện gì anh? Tao sẽ nghỉ việc. Úi anh ơi, văn hóa công sở không có tao mày anh ạ. Anh bình tĩnh. Nhưng mà có chuyện nói gì? Ra thì bảo là nói xấu sếp, nhưng mà không nói ra thì lại không đúng với sự thật. Thực sự là sếp đè nén anh quá nhiều rồi. Đè nén thế nào anh? Đây nhá, có mỗi một cái việc là làm bản báo cáo thôi. Một tháng tao không nộp tôi, thế mà cũng kêu thì làm rồi xong cứ bảo sửa, lúc thì dấu chấm, lúc thì dấu phẩy, lúc thì dấu gạch ngang. Mày nghĩ có điên không? Ui giời, quá điên nhỉ. Sếp đi mà làm có phải chắc không? Anh nghĩ là từ cái ngày mà sếp lên làm giám đốc, anh em xa rời nhau. Tốt nhất bây giờ anh sẽ không làm nữa. Ôi anh ơi, anh không làm thì anh định làm gì ạ? Anh định trả thù. Anh trả thù ạ. Anh ơi, mọi thứ anh bình tĩnh nhá, chứ anh đừng có không, tức nước thì vỡ bờ nhá. Con run xéo mãi cũng quằn. Anh sẽ nghỉ việc ở đây. Anh sẽ tìm việc ở một nơi khác. Rồi sẽ có ngày ông ấy đã từng đè đầu cưỡi cổ anh. Sẽ có ngày anh cưỡi cổ đè đầu ông ấy. Thì anh đã có cách chưa anh? Nghe. Thấy chưa? Ôi giời ơi, em tưởng là anh có cái biện pháp gì kinh khủng lắm. Hóa ra là đi làm cái đấy. Thôi anh ơi, anh một tháng mà anh giao việc anh chưa làm xong, ở quán bia nó cũng đuổi anh ấy, cũng chi là công ty. Thôi anh giờ anh làm cho hoàn thành đi, rồi lên trình cho sếp đi, chứ ai lại nghỉ việc. Thế thôi, làm thì làm. Ôi anh ơi, mời ra đây đi. Rồi nha. Con đang làm gì đấy? Dạ, con đang bốc vụn. Rồi nha, đúng. Thế là tự giác đấy. Thế bố hỏi con đấy, con đi học về con đã rửa tay rửa chân chưa? Có. Rồi, có rồi là có rửa tay rửa chân đấy à? Này, bố nói cho con biết nhá. Cô dậy rồi, về nhà là phải rửa tay sạch sẽ, cất sách vở gọn gàng, rồi đi xuống ăn cơm, đúng không? Thế tại sao mà con lại cứ lý thuyết một đằng mà thực hành một nẻo thế hả con? Hả? À, bố hỏi con nhá. Con có đã bao giờ soi gương chưa? Có ạ. À. Có ạ. Thế có thấy mình béo không? Không. Ồ. Tại sao con lại cứ nói đằng đông mà lại trả lời đằng tây thế hả? Hả? Này, phải biết rằng mình béo. Béo là rất xấu, con hiểu chưa? À, con có biết béo là do đâu không? Mồm. Ôi giời ơi, béo không phải là do mồm. Béo là do ở trong đầu này này. Con là đang bị mắc cái chứng bệnh béo phì đấy nhá. Béo phì nó ảnh hưởng đến phát triển của trí não đấy, con hiểu không? Mà con giống hệt mẹ con ấy. Bố nói thật với con là nhiều lúc rồi bố nghĩ bố cũng giận bà mụ đấy. Sao bố lại giận bà mụ? Giận vì bà ấy nặng con thế nào mà bao nhiêu cái đẹp của bố bà ấy không nặng. Bà ấy không lấy, mà bà ấy toàn lấy nét đẹp của mẹ con thôi. Này, bố ơi, trắng trẻo, đẹp dai, căng tròn mịn thế này thì không lấy, lại lấy toàn ba chỉ sang đây nặng này. Nhìn chán lắm. Hai mẹ con nhà mày luận, tao không biết là sau này đi hay là lăn nữa cơ. Nhìn cái mặt này, y hệt cái thằng lớp lợn ở bên cạnh này. Khó chịu vô cùng. Thế đi vào rửa tay đi nhanh lên. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn cơm. Chồng không khác gì còn hòn bi ve cả. Ôi đi làm về đói như này chịu được. Ui dồi ôi. Này á,
Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi hả? Lần sau có thấy nữa không? Không ạ. Nhớ chưa? Con xin lỗi mẹ. Nào con đi đi đâu hả? Đứng lại ngay cho mẹ, đi lên. Cái gì đây hả? Về đến nhà thì ầm ĩ lên làm thế nào? Xuống đây xem nào. Đi xuống ngay lên. Về đến nhà là ầm ĩ, không có gì cái chợ. Lại bênh đấy. Nào xem nào. Đúng là con hư tại bố. Cái gì mà con hư tại bố? Này, tôi chưa từng nghe thấy câu ca dao tục ngữ này ở đâu mà lại có cái câu là con hư tại bố cả nhé. Chỉ có con hư tại mẹ thôi. Ô hay nhỉ. Thế ở cái nhà này tôi là người đẻ ra nó hay anh là người đẻ ra nó? Ôi giời ơi, đẻ ra hay không đẻ ra không quan trọng, quan trọng là nuôi dưỡng nó như thế nào nhá. Còn con hư hay không thì về sau khác biết. Thế nhìn xem này, đấy hai mẹ con có giống nhau không hả? Thì đã sao, giống nhau thì đã sao, chẳng nhẽ là giống bà hàng xóm à? Khổ lắm con ạ, thấy chưa, tôi nói cho cô biết này, con nó bé như thế này cô phải dùng những lời lẽ nhẹ nhàng chỉ bảo cho nó để nó hiểu. Chứ cô lúc nào cũng nói một câu quát một câu, cô đừng có tạo bạo lực nữa đi hả? Cô đè nén nó đến nỗi mà nó không lớn được cái này, nó chỉ phát triển bề ngang này này, thấy không? Lại bắt đầu đổ lỗi đấy. Gia yêu của bố chịu khó nhé. Bố biết là con chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống, mà thôi con ạ, mình phải sống chung với lũ thôi nhé. Thế nên lý do gì mà con để mẹ con đánh con? Dạ con có làm gì đâu, con chỉ bỏ mấy con sâu vào lối căn thôi ạ. Để làm gì? Để xem lối căn có dầu không ạ. Nhưng mà lối căn nào? Căn này. Hả? Em đi đâu? Dạ cháu vào chụp ảnh ạ. Cháu nào? Cái khu lịch sự như thế này mà em lại xưng hô chú cháu chết. Anh em ơi. Dạ vâng ạ, dạ em xin phép anh, em vào em chụp ảnh ạ. Điêu. Ở trong này thì làm gì có cái gì mà chụp ảnh, toàn nhà cửa chụp ảnh cái gì. Này, em định vào đây trộm cắp đúng không? Cái gì cơ, vào đây để trộm cắp á? Thì chả thế gì nữa. Anh ơi anh nhìn lại cái mặt tiền của em cái. Anh nhìn em đảm bảo như thế này mà anh lại bảo là em đi vào đây để em trộm cắp là thế nào? Đúng rồi. Cái gì đấy? Công nhận mặt tiền em đẹp thật đấy. Thôi được rồi, công nhận là em không vào đây để trộm cắp. Thế nhưng mà rất có thể là em vào đây để phát tờ rơi. Đây anh nhìn đi. Này, em đi người không nhá. Tay cầm cái điện thoại đây, ảnh em vừa cho anh nhìn chưa? Em giấu tờ rơi ở đâu? Em phát chỗ nào? Đâu? Anh công nhận là em không có chỗ giấu tờ rơi thật. Thế nhưng mà nhớ em vào đây để em tiếp thị thì sao? Em chả tiếp thị cái gì cả. Em chỉ đơn giản là đi vào chụp ảnh thế thôi. Em đi vào đây. Bác lại tự. Không thể vào được. Tại sao không vào được? Em muốn vào nhá. Em phải khai cho anh những cái thứ sau. Tên, tuổi, địa chỉ, cân nặng, số đo 3 vòng và có nhóm máu. Hay nhở. Em chẳng thấy có một cái quy định nào mà đi vào chụp ảnh mà lại phải khai như thế cả. Tại sao lại không có quy định nào? Em có phải người ở đây đâu mà em biết. Anh là bảo vệ ở đây, anh rất nắm rất rõ quy định nhá. Ở trong cái khu này em phải khai như thế. Chẳng may em mang vũ khí vào đây, em gây nguy hiểm cho cái khu đô thị của anh quản lý. Thế anh biết tìm em ở đâu? Anh có bị làm sao không đấy? Anh nhìn em đi. Em có cái gì mà giống như là em đang mang vũ khí vào đây không? Làm gì có cái vũ khí nào? Vũ khí này gửi đây mà không. Thế là như này, em có nhất quyết phải vào trong này không? Đương nhiên rồi. Được rồi, không khai báo nữa thì bây giờ cho anh xin cái địa chỉ Facebook. Em cũng cho, bằng xác anh. Này, mở ra, điều em đi vào chụp ảnh. Thế không được, bây giờ không cho địa chỉ Facebook là anh phải lục đã rồi. Này nhá, giữa thanh kia bằng nhận anh làm cho gì đã, làm cho gì đã. Này nhá. Này, nội quy ở khu này là thế rồi. Em bước vào trong này bây giờ, em khả nghi là anh phải lục. Này, ôi trời ơi, bớ người ta. Cô xử lý vụ này cho cháu. Dạ, anh này ở đâu anh chui ra, xong rồi anh khám người cháu ạ. Em bảo chị. Sao lại khám là thế nào? Chị ơi, cái nội quy của cái khu này như thế, quy định rồi. Bây giờ chị tránh cho em khám. Được rồi, chị hiểu rồi. Vâng. Khám gì đấy? Vâng, phải khám. Vừa nãy chị đi gần đến nơi, chị nghe thấy chú bảo rằng là cả lục. Lục. Khám không được thì lục đúng không? Dạ vâng ạ. Thế được rồi, bây giờ đây này. Giờ khám chị luôn, được. À, chị cũng vào khu này à? Chị cùng vào đây, cháu chị đây. Thôi chị ơi, riêng chị, em mời chị vào luôn. Chị là người
người ngay thẳng, em nhìn phát em biết. Không, em không, 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 cứ theo nguyên tắc mà làm. Chú cứ khám chị đi. Ê, không, không được, không chị ơi, em đã bảo rồi. Em tinh lắm, em nhìn ai khả nghi là em biết ngay. Cái đối tượng này khả nghi chị. Không, từ từ. Tôi nói cho chú biết nhá, cứ theo quy định mà làm nhá. Còn nếu như chú muốn khám gì nhá, khám em. Em đã bảo rồi, chị là người tử tế, em nhìn phát em biết. Em mời chị vào luôn, mời chị vào luôn. Thôi, chị đã bảo rồi mà. Nếu chú không khám chị thì chị sẽ khám chú, và không những khám mà lại còn lục nữa. Thôi thôi, em không khám nữa. Em xin chị, em không khám nữa đâu. Thôi mời hai cô cháu vào. Cô ơi, cô ơi, khám kỹ vào cô nhá. Chú làm ơn cho cháu hỏi là đi xuống Giáp Bát thì bắt xe buýt bao nhiêu ạ? Không biết đâu, ở quê này có biết đâu mà. Ôi, cháu phải hỏi cái người ta biết đường, người ta thì chỉ được cho cháu. Thế chú ngồi đây từ nãy giờ mà chú không biết xe bao nhiêu ạ? Chú có biết đâu, chú ngồi đây này, chú ngủ. Đấy. Nên thành phố thì có ngủ có một tí mà cũng khó khăn thật. Cao to thế này, cái chỗ bảo vệ ngồi cũng sướng hết cả người ấy. Không biết đường vào đây ngủ sớm, nó cứ vạ vật ở ngoài kia, là cứ hỏi nhiều mệt quá. Ôi em ơi, nghe máy đi. Anh xin em đây. Em nào cũng nhở. Chú ơi, chú ơi, chú cho cháu hỏi, nhà A3 tầng 4 khu C của chung cư này ở chỗ nào chú nhỉ? Không biết đâu, không biết đâu. Ở kìa, tôi không biết. Chú là bảo vệ ở đây mà chú lại không biết. Không biết. Ôi chú ơi, cháu xin chú nói cho cháu biết đi, người yêu cháu nó đang đòi tự tử đây này. Hả? Chú mà không nói cho cháu biết nhá, xảy ra chuyện gì cháu vẫn đây chú đây. Thôi được rồi, xin chú. Thế làm sao mà nó lại tự tử? Cho nên bây giờ thế nào, cứ đi chẳng là đến rồi. Cứ đi thẳng. Cứ đi vào trong đấy. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Ừ. Ui dồi, em ơi, alo em ơi. Đã bảo là không biết rồi, cứ hỏi. Ngủ cũng không yên. Tít ơi. Tít ơi. Anh có thấy anh cháu tôi vừa chơi lên quanh ở đây đâu không? Em không biết. Bác buồn cười thật. Bác làm bảo vệ ở đây hỏi bác thì không biết cháu nó vừa chơi đây mà đi. Quá, em không phải là bảo vệ. Sao lại không phải là bảo vệ? Anh ngồi đây hàng tháng chúng tôi luộc tiền an ninh cho anh. Anh mà không chỉ ra, tôi gọi tổ trưởng anh ra bây giờ. Gọi tổ trưởng ạ? À? Bắt... Thôi. Bác hỏi cái gì? Tôi hỏi anh cháu tôi vừa chơi anh quanh đâu. Đi đường này. Tôi nói ngay từ lấy có phải đỡ danh việc. Lằng nhà lằng nhằng. Bác không tìm thấy thì đừng có trách em. Em đã bảo là em không biết đường rồi. Mà phiền phức thế cái chứ ngủ một tí mà cũng không yên. Náo bây giờ khổ thế. Đây rồi. Có cái này yên tâm mà ngủ thoải mái rồi. Đừng có mày phiền phức hỏi nhiều nữa nhá. Mới ở quê lên không biết đường. Ui giời ơi, khổ thân quá. Lại ngồi mà ngủ thế này. Này bác ơi, bác định...
đường kia. Bác bị lạc đường à? Bác đi đâu để cháu chở đi? Em muốn ngủ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.